Nhưng mà cái điều quan trọng hơn hết bây giờ đó là chúng ta hãy nói tới là tại sao mà chúng ta lại thấy cái đợt đi xuống giá à, tiếp tục như vậy. Có phải là sự ảnh hưởng đến từ Elon Musk hay không? Thôi không nghĩ như vậy, các bạn thấy được là chúng ta cần phải nhìn vào một cái thông tin rất là quan trọng. À, đối với thông tin on-chain đó, các bạn sẽ thấy được là on-chain thì cũng rất là bình thường mà thôi. Không có gì gọi là bất bình thường hết. Nhưng mà chúng ta thấy là giá cả vẫn tiếp tục điều chỉnh xuống. Tại vì sao? Tại vì đó, nếu như chúng ta nhìn vào đây là cái bảng... À, khai tài liệu S-1 của sàn Coinbase. Đây là cái tài liệu chính thức ở trên SEC, ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ. Thì hồi sáng này đã thường có xem một số thông tin đến từ Mid-Cabin mà thường cảm thấy là cũng khá thuyết phục. Các bạn xem đi, đây là ở trang 98 của S-1 của công ty Coinbase. Các bạn có thể lên trên SEC.com để mà xem cái thông tin này. Thì đây là cái khai báo của sàn Coinbase đó, bắt đầu từ năm 2018. Đây là mỗi cột là mỗi quý, quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 của năm 18 và sau đó năm 19, và sau đó năm 2020. Thì các bạn thấy được đó là có hai màu, mỗi thanh có hai màu, màu xanh đậm và màu xanh nhạt. Màu xanh đậm đó đó chính là cái trading volume đến từ những tổ chức đầu tư tính theo tỷ, có nghĩa là những công ty, những tổ chức đầu tư họ giao dịch ở trên Kombi đây là cái số lượng mà họ giao dịch, còn màu nhạt hơn đó là đến từ những nhà đầu tư thông thường. Đây là cái khối lượng họ giao dịch tính theo là tỷ, có nghĩa là chúng ta nhìn vào 2018 quý 1 đó là 11 tỷ giao dịch đến từ những tổ chức đầu tư, những cái công ty Còn 45 tỷ là đến từ những nhà đầu tư thông thường Thì các bạn thấy có một điều, đó chính là cái số lượng giao dịch bởi nhà đầu tư thông thường đó Thì rất là cao, quý 1, quý 2, cuối năm 2018 Tới quý 3 đó các bạn thấy được là cái số lượng giao dịch à, bởi những nhà đầu tư thông thường và những thủ chức đầu tư đã gần như là ngang nhau 5 tỷ với 7 tỷ rồi tới cái quý tư là 5 tỷ và 6 tỷ và tới cái quý 1 của năm 2019 thì 3 tỷ và 4 tỷ coi như đã sắp xỉ với nhau. Đương nhiên cái khối lượng đi xuống tại vì đây là mùa đông crypto. Sau đó các bạn thấy được là bắt đầu từ quý 2 của năm 2019 thì chuyện gì đã xảy ra đã đảo ngược lại. Từ quý 2 của năm 2019 đó, thì cái đường màu xanh này đã nhiều hơn là cái đường màu xanh đậm này đã cao hơn là cái đường màu xanh nhạt, có nghĩa là các bạn thấy được là quý 2. Thì 17 tỷ giao dịch là đến từ những cái institutional trading volume, những tổ chức đầu tư. Còn 14 tỷ đến từ những nhà đầu tư thông thường, kế tiếp là quý 3, quý 4, quý 1 của năm 2020, 234 thì cũng như vậy. Điều này cho các bạn thấy được là những tổ chức đầu tư đã đi thu mua crypto rất là nhiều. Giao dịch của họ rất là cao, bắt đầu từ quý 2 năm 2019 cho đến bây giờ. Thì điều này nói lên được những gì? Điều này nói lên được là các bạn cứ thấy đi Năm 2019 thì Bitcoin thì có lúc lên lúc xuống Nhưng mà bắt đầu đó là năm 2020 đó Bắt đầu từ cái quý 4 Bắt đầu từ tháng 10 đó là lúc đó là cái giá cả tăng lên rất là cao Và các bạn cứ nghĩ đi Ở trên Coinbase thì những thứ đầu tư bây giờ đó Thu mua nhiều nhất chúng ta cũng đã biết đó chính là Bitcoin Và bây giờ cũng có một số những công ty thu mua Temium nhưng mà phần lớn là Bitcoin Thì nếu như chúng ta chỉ tính chung thôi thị trường từ cái quý 4 tới bây giờ đã tăng bao nhiêu thì các bạn nghĩ đi những thứ chứ đầu tư đó thì họ đầu tư không giống như là người thông thường như là chúng ta. Thường là những thứ chức đầu tư đó họ mua những loại tài sản như là vàng, như là bất động sản, như là Bitcoin hay là Ethereum thì họ dùng cái tiền lưu trữ trong công ty để mà mua đó lý do là tại vì họ muốn bảo vệ cái số tiền đó và họ muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình thì họ sẽ đưa ra cái mục tiêu là họ muốn đầu tư bao nhiêu và nếu như mà các bạn thấy được là trong cái thời điểm bây giờ đó chúng ta nhìn vào một số những cái chứng khoán liên quan nhất là thời điểm hiện bây giờ nha liên quan đến một số những công ty mà bán hàng tiêu dùng thường ngày cho người dân đó hay gọi là consumer spending đó và một số những công ty liên quan đến công nghệ thì cổ phiếu đang đi xuống thì những công ty đó thường họ sẽ cân bằng lại nếu như mà những công ty này cũng lưu trữ những cổ phiếu liên quan đến công nghệ mà hiện bây giờ là những cổ phiếu công nghệ không được tốt lắm mà bây giờ họ lại có lời quá nhiều ở bên crypto thì có thể dẫn đến là những công ty này sẽ chốt lời bên crypto và đẩy một phần qua để mà mua lại những cổ phiếu mà đang rất giá đó để họ cân bằng lại danh mục đầu tư của mình và đây là lý do tại sao mà thường chia sẻ với các bạn đó là trong thời gian 6 tuần tới đây đó chúng ta có thể thấy là thị trường này sẽ không có cái sự tăng trưởng mạnh. Nếu như mà đây là sự thật mà chúng ta hiểu được là nhiều công ty sẽ tiếp tục và tiếp tục chốt lời để mà lấy cái số tiền ở bên crypto mua lại cổ phiếu mà đang rớt giá. Thì chúng ta sẽ thấy là cho đến cuối cái quý như là bây giờ chúng ta là ngày 16 tháng 5 thì cho đến là cuối tháng 6 đó thì trong 6 tuần này chúng ta có thể là tiếp tục thấy là giá cả không có cái sự di chuyển như là nhiều bạn mong muốn có thể chúng ta thấy giá đi hàng ngang hay là xoay quanh cái mức 40.000 cho đến 50.000 trong thời gian 6 tuần tới đây cho đến khi mà chúng ta kết thúc cái quý này. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào những cái tài liệu on chain đó thì các bạn đều được tình hình bây giờ đó on chain rất là yên lặng có thể nói được là nếu như mà chúng ta thực sự thấy có một số những tổ chức đầu tư lưu trữ nhiều bitcoin hay là ethereum hay là những đồng altcoin mà họ chốt lời để mà mua lại cổ phiếu đó thì chúng ta thấy được là có nhiều nhà đầu tư cũng đi thu mua lại bitcoin hay là ethereum cho nên bây giờ đó tùy theo lực bán và lực mua bên nào cao hơn và giá bitcoin giá ethereum giá những đồng khác thì được giữ ở cái mức nào nhưng mà trên căn bản chúng ta nhìn chung đó thì thị trường bây giờ đó tài liệu on chain thì cho chúng ta thấy được là miners Position Index có nghĩa là MPI đó thì chúng ta không thấy là thời đào bán chúng ta nhìn vào tài liệu liên quan tới Bitcoin được đưa lên những sàn giao dịch và rút ra đó thì đúng là trong thời gian mấy ngày qua chúng ta có thêm nhiều Bitcoin được đưa lên những cái sàn giao dịch để mà bán có thể đây là đến từ một số những tổ chức đầu tư cũng có thể đây là cái sự quản loạn của những nhà đầu tư mới tham gia vào họ sợ và họ đem Bitcoin của mình để mà bán đem những cái sàn giao dịch cũng có thể nhưng mà đúng là chúng ta có thêm cái số lượng bịch khoi trên những sàn giao dịch và chúng ta thấy rõ hơn khi mà chúng ta nhìn vào đây là tài liệu bao nhiêu bịch khoi trên những sàn giao dịch nói chung thì đường màu đỏ này đương nhiên là cái xu hướng đi xuống chúng ta cũng đã biết là bắt đầu từ năm ngoái hồi tháng 8 cho tới bây giờ nhưng mà trong thời gian là từ tháng 4, giữa tháng 4 tới bây giờ đó thì chúng ta thấy cái đường màu đỏ này cũng có cái sự tăng trưởng nghĩa là càng ngày chúng ta lại có thêm một số lượng Bitcoin đưa lên trên sàn. Bây giờ thì nhìn chung chúng ta vẫn chưa có cái gì gọi là, là, quan tâm tại vì các bạn thấy được là tuy là có sự tăng trưởng nhưng mà so với là cái sự mất đi trên sàn đó thì chúng ta không thấy là cái sự tăng trưởng này là rất cao. Bây giờ vẫn chưa đến cái mức mà chúng ta cần phải quan tâm nhưng mà vẫn có cái sự tăng trưởng đó điều mình thường muốn chia sẻ với các bạn. Kế tiếp đó, thì nếu chúng ta nói chung tới các sàn, nghĩa là những sàn mà cho các bạn uh, mua spot, đó, mua thông thường hay là các bạn mua hợp đồng, những sàn mà cho các bạn sử dụng đòn 7 đó, thì nói chung thì các bạn thấy được là cái số lượng Bitcoin có thể tăng lên. Nhưng mà ngược lại, chúng ta chỉ nhìn riêng những sàn spot, như là những sàn mà mua thông thường thôi đó, thì các bạn thấy được là tình hình là Bitcoin vẫn tiếp tục và tiếp tục biến mất đi trên những cái sàn thông thường có thể nói đây là dấu hiệu là những người mà mua không phải là trading mà họ chỉ mua thông thường thôi thì các bạn thấy được là mua xong rút ra khỏi sàn đó tình trạng đó vẫn tiếp tục xảy ra đối với bitcoin cái số lượng bitcoin trên những cái sàn spot vẫn tiếp tục biến mất đi có thể nói là chúng ta bây giờ đang thấy cái sự tranh đua giữa những người mà bán bây giờ đó chúng ta vẫn chưa biết họ là ai có thể họ là những tổ chức đầu tư như đừng đã chia sẻ đã có lời quá nhiều cho nên họ muốn bán bớt đi crypto để mà mua lại cổ phiếu mà đang rất giá nhưng mà mặt khác chúng ta lại thấy được là có nhiều người đi thu mua có thể là những thứ chữ được tư khác hay là có thể là những người như là thường cho các bạn vẫn tiếp tục thu mua Bitcoin và đem ra khỏi sàn khiến cho cái đường màu đỏ này tiếp tục đi xuống cho nên cái giá sẽ rơi tới đâu giữ tới đâu là cái sự cân bằng giữa hai bên cho nên trong thời gian mà 6 tuần tới đây đó thì thường rất là neutral nghĩa là combo cũng không có bearish nhưng mà trong thời gian mà 6 tuần tới hết hè năm nay thì thuận vẫn có cái quan điểm là thị trường sẽ tăng đó là suy nghĩ nhân của thuận thuận vẫn bullish nhưng mà sau đó chúng ta sẽ đi vào một cái mùa đông crypto đây vẫn là đồng tin của thuận dựa theo những tài liệu trước đây chúng ta nhìn vào cái tình hình liên quan tới funding rate đi. funding rate như bạn gọi là cái phí qua đêm trên những cái sàn mà cho các bạn chi hợp đồng đó margin hay là future vân vân thì funding rate bây giờ đã rất là thấp có nghĩa là các bạn thấy được là những cái người trading bây giờ đó những trader bây giờ thì khá là thận trọng họ không có quá bullish hay là bearish ở thời điểm hiện bây giờ và ngay cả các bạn thấy được là cái số lượng lệnh mở future thì trong cái thời gian là chúng ta được là từ một tuần qua thì đã có cái sự đi xuống và các bạn thấy được là sau khi em bị không điều chỉnh thì những cái lệnh future À, từ cái mức là các bạn thấy là cuối tháng 4 tới bây giờ đó thì thực sự là vẫn đi hàng ngang không có cái sự tăng trưởng đương nhiên tại vì bây giờ đã không rõ xu hướng trong thời gian hạn cho nên nhiều trader rất là cẩn thận nhưng mà chúng ta nói tới Ethereum đó thì cái bức tranh của Ethereum hoàn toàn khác với là Bitcoin ở cái chỗ là trong cái thời gian giá Ethereum xuống thì số lượng Ether nạp vào bộ rút ra đó thì rút ra vẫn nhiều hơn nạp vào trong cả tuần qua các bạn thấy được là mặc dù giá đi xuống nhưng mà không thấy là có người đẩy Ethereum lên trên những cái sàn giao dịch đó cũng là lý tại sao thằng nghĩ là Ethereum chúng ta nhìn vào Ethereum trên những cái sàn giao dịch thì các bạn thấy được là Ethereum đưa màu đỏ này vẫn tiếp tục tiếp tục đi xuống chúng ta vẫn thấy là Ether vẫn tiếp tục được đưa ra khỏi sàn đi đâu thì có thể là đưa vào những cái quỹ staking Ethereum 2.0 hay là đưa vào sử dụng những cái dụng DeFi nhưng mà điều quan trọng là Ethereum đã rời khỏi sàn và tiếp tục rời khỏi sàn không có dấu hiệu là Ethereum được đẩy thêm lên những cái sàn giao dịch và chúng ta nhìn vào một số những cái chỉ số như là chỉ số No and UPL mà nhiều bạn hỏi thuận là gần đây không thể thường nói tới nhiều lý do là tại vì những chỉ số này đó thường chúng ta quan tâm khi mà giá cả tăng chữ mạnh và tăng trưởng liên tục chúng ta muốn biết coi những chỉ số này đó chẩn đoán là chúng ta đã gần đỉnh hay là chưa trong cái tình hình là thị trường điều chỉnh này đó thì các bạn thấy được là tình hình thì chúng ta cũng chưa quan tâm đến những cái chỉ số như là NUPL tại vì các bạn thấy được chỉ số cho đến ngày hôm nay đó là chỉ số này là mức 0,56 à, ở mức đóng lại là 46.800 đô Chúng ta nhìn vào những cái chỉ số khác à, Như là liên quan đến là có bao nhiêu Bitcoin bây giờ đã đang có lời Thì các bạn thấy được rất tốt Bây giờ cái số lượng phần trăm Bitcoin đang có lời Tính theo dữ liệu on-chain đó Thì thường zoom vào các bạn thấy rõ hơn thì chúng ta thấy được là bây giờ là cái mức là 76,39 Thường thường nói với các bạn nếu như mà ở mức là dưới 80% Rồi rất là tốt chúng ta không muốn có quá nhiều người có lời Tại vì quá nhiều người có lời thì quá nhiều người sẽ có thể chốt lời Cho nên bây giờ cái số lượng Bitcoin có lời đã giảm xuống còn có 76% đây là một điều tốt đối với thuận Chúng ta nhìn vào những cái chỉ số khác đi Những chỉ số này các bạn không đã biết là cách nhìn cũng rất đơn giản Chỉ cần là cái đường màu vàng này đi vào dù màu đỏ là dấu hiệu kết thúc một tăng trưởng như là năm 2011, năm 2013 và năm 2017 thì bây giờ chúng ta vẫn chưa thấy được màu vàng này đi vào có dùng màu đỏ cho những chỉ số như là R hodler uh, a Pure Multiple những chỉ số này thì có cái tính khác nhau nhưng mà cái quan điểm cũng giống nhau mà thôi chúng ta không muốn đường màu vàng này đi vào dùng màu đỏ vẫn chưa xảy ra Thermocap, Cap, True Market Cap cũng như vậy vẫn chưa xảy ra và các bạn thấy được là ASOPR có nghĩa đây là cái um, dấu hiệu là Bitcoin đó khi mà di chuyển đó là có lời hay lỗ thì bây giờ hầu như là không lời không lỗ đã reset lại chúng ta muốn thấy là những chỉ số này reset lại để cho chúng ta uh, có cái lòng tin là thị trường tăng trưởng này vẫn chưa kết thúc và đương nhiên nhiều khi thường chia sẻ đó thì ngày mai giá lại đi xuống thì nhiều bạn lại hỏi thường là hôm qua thường nói là thị trường đang trong mùa tăng trưởng tại sao giá đi xuống các bạn nên hiểu là chúng ta không thể nào mà nhìn trong thời gian ngắn hạn trong vòng một ngày hai ngày như vậy mà chúng ta phải nhìn chúng ta phải có một cái nhìn xa hơn nhìn vào cả chu kỳ thì chỉ khi nào mà có những dấu hiệu thường cảm thấy là lo lắng thì tôi sẽ nhất định chia sẻ với các bạn tại vì các bạn có đã biết là bản thân thượng cũng đang lưu trữ rất nhiều crypto thì chúng ta đã xem cái hình này rất nhiều lần trong mùa tăng trưởng này có thể các bạn đã nhàm chán thì đây là cái hình liên quan tới cái mùa tăng trưởng năm 2016 và năm 2017 đó thì trong mùa tăng trưởng đó chúng ta có ít nhất là 6 lần Bitcoin điều chỉnh mạnh và mỗi lần điều chỉnh, các bạn thấy được là điều chỉnh là 29%, 36%, 38%, 33%, 38% và 38%. Thì nhìn vào cái thời điểm tăng trưởng đợt này đó, chúng ta sẽ thấy được là Bitcoin cũng có một số những đợt điều chỉnh trong cái mùa tăng trưởng này. Tháng 1 cũng có, tháng 2 cũng có, tháng 3 cũng có. Như các bạn cũng đã biết là tháng 1 chúng ta có cái đợt điều chỉnh là 31,5%, à, tháng 2 cũng có được điều chỉnh là 26,53%, tháng 3 có được điều chỉnh là... Cái số phần trăm là 18,72% và tháng 4 có được điều chỉnh là 27,48% và tháng 5 này chúng ta thì được tháng 5 này đó chúng ta có được điều chỉnh cho đến ngày hôm nay là cái được điều chỉnh từ 59.000 xuống còn cái mức hiện bây giờ là khoảng 45.500 đó là xuống 25% có thể nói là những cái được điều chỉnh này cũng coi như là cũng không có gì gọi là quá lạ đây là một. 2, 3, 4, 5 năm đợt điều chỉnh trong cái mùa tăng trưởng này rồi và vẫn điều chỉnh trong cái phạm vi uh, tương tự như là năm 2016 17 có thể nói là thấp hơn nữa. Nếu như mà Bitcoin mà điều chỉnh 50% đó, có nghĩa là nếu như mà tư đỉnh mà Bitcoin điều chỉnh xuống 50%, đây là một điều mà thường cảm thấy là khá lo ngại tại vì chúng ta không thể nào mà đón mò tương lai được chúng ta chỉ có thể là nhìn vào những gì đã xảy ra và đưa những cái lập luận mà thôi có thể đúng có thể sai nhưng mà ít ra chúng ta cũng dựa vào một cái gì đó chứ không thể nào mà đón mò thì có nhiều bạn thích sử dụng phân tích kỹ thuật à, thuận thì thích, thích sử dụng những cái tài liệu trước đây cũng như những dữ liệu on chain và những cái tài liệu tin tức trên thị trường để mà cho các bạn thấy được là tình hình như thế nào bây giờ thì chỉ trừ khi mà chúng ta thấy được là giá Bitcoin xuống 50% lúc đó thường mới lo ngại từ cái đỉnh gần đây đó. Mặc dù là chúng ta không thấy những cái dấu hiệu on chain nhưng mà nếu như mà chúng ta không thấy dấu hiệu on chain hay là thông tin xấu hay là dấu hiệu đỉnh nhưng mà Bitcoin đi từ cái mức cao nhất có nghĩa là cái mức là 60 gần như là 65 000 đó mà các bạn thấy đã xuống chỉ còn có 32, 33 000 đó là cái lúc mà thường sẽ rất lo lắng tại vì chúng ta không thấy điều đó xảy ra trước đây khi đó thường hay chia sẻ thêm một số những thông tin với các bạn. Có thể nói là bây giờ thông tin xấu thì không có. Nhưng mà thì bây giờ có hai điều xảy ra. Thứ nhất là những cái drama liên quan đến ông Dogecoin và Elon Musk. Thì tôi nghĩ là chúng ta cũng xem như đây là một cái tài liệu không biết là nhiều bạn à, cũng à, cảm thấy là thú vị hay là quan tâm nhưng mà chúng ta cũng hãy xem như đây là một cái tài liệu thú vị mà thôi chứ còn nói tới sự ảnh hưởng liên quan trực tiếp đến thị trường nên tôi nghĩ chúng ta cần phải quan tâm đến à, cái tình hình là có phải là những cái tổ chức đầu tư có cái khả năng là bây giờ đã cổ phiếu xuống thì họ có khả năng là chốt lời mua cổ phiếu hay không đó mới là cái câu chuyện mà chúng ta cũng cần phải quan tâm đến chứ còn bây giờ tin tức xấu thì không có nhưng mà giá thì đang điều chỉnh thì cho tới ngày hôm nay tính theo phần trăm điều chỉnh thì chúng ta thấy được là so với những cái đợt tăng trưởng trước đây thì những phần trăm điều chỉnh chúng ta thấy thời gian ở đây cũng là bình thường mà thôi đây là những cái tài liệu liên quan tới tình hình thị trường mà tôi muốn chia sẻ với các bạn